trên trên sử đã ghi lại hầu hết tất cả bản ngươi gần nguyên văn. Thì tôi xin đọc cái nhiệm vụ mà vua Hồng Y đó lúc ở Tân Sở, mà do ông Tôn Thất Tuyết nói, là liệt sử nói là ông Tôn Thất Tuyết kèm theo này, nhưng mà rồi nói rằng chính ông Tôn Thất Tuyết vâng lệnh vua Hồng Y gửi về những cái vụ đó. Thì cái vụ lục ghi như sau này, đây là nguyên văn của Đại Nam Thực Lục và chính sử của nhà Nguyễn. Y là Đề Cuộc Sĩ, đó là tướng pháp đó. Thấy ta ngày càng khuất, y càng ngày càng lớn, khiến triều đình không còn mặt mũi nào. Vạn bất đắc dĩ mà ta mới phải làm cái kế bỏ thần đi ra ngoài. Nay đại thần Tôn Thất Thuyết cùng ta quanh quẩn, còn ngươi là phụ chính đại thần thì ở lại mà thương đàm. Kẻ ở người đi đều lấy lòng yêu nước lo dân làm căn bản, trời đất thật cũng chứng giám. Ngươi nên khéo thể tâm thịnh tình của tiên hoàng đối với nước láng giềng rất có thủy chung, và cùng y giảng giải về lý thế, cân nhắc về lợi hại, hết lòng thỏa hiệp, phàm những khoản gì bất thiết chung nhau bàn đổi, cốt khiến cho hai nước như anh em, vinh nhục cùng quan hệ, vui lo cùng nhau, mười phần chân thành, không còn dùng đến quy thuật. Lúc này ta mạnh cho Hồi Loan, trên để phụng dưỡng ba cung, dưới để yên lòng thần dân. Khanh cùng Tôn Thất Thuyết trung trinh chói lọi, muôn thở cùng sáng, những phường nịnh tử gian phu đều phải lặng hình dấu bóng. Nam triều ta há chẳng hân hạnh ư? Nước Đại Pháp chắc cũng vui vẻ mà cùng giữ lấy cường thịnh vậy. Nếu không như thế thì miếu xã lăng tẩm và các vương công không kịp đi theo ấy thì hết thảy quỷ cho khanh. Ta duy có chọn đất lành ở, sợ trời vui trời, rường cột cương thường cả nước cùng thế, không đâu không phải là triều đình và không phải là tôi con vậy. Trẫm quyết không cùng với họ tranh được thua vậy, tình thế ví lại không thôi. Trẫm nguyện phái thêm cán viên lấy đường đi khắp các nơi, nghiêm khắc cho Ninh Bình trở về phía Bắc. Bao nhiêu quan tỉnh phủ huyện đều để ấn lại mà đi. Người nào như có trung nghĩa tài lược, không kể quan hay dân, đều được tiện nghi làm việc, cốt không phụ tấm lòng tốt của triều đình dưỡng dục, tác thành yên được bóng thiêng liêng của trời, ở trời của liệt thánh, và đáp phó được nguyện vọng tha thiết của thần dân trong nước. Khanh nên nghĩ cho kỹ nhé, có muốn nên tấu đối thì gửi theo đường trạm chờ xét cũng chẳng hại gì. Đó đi, đồng thời với cái vụ quỷ cho ông Nguyễn Văn Thường điều định với pháp để vua có thể trở lại, lên trở về với hoàn thành trở lại. Đi. Thì xin phép để đọc thêm cho hết cái này cái rồi. Sau đây là cái vụ, đồng thời với vụ đó thì có vụ gửi cho hoàng tộc ngày 18 tháng 7, cũng là cái mấy ngày sau nữa, sau đó 5 ngày. Thì tóm lược như sau, cũng là đây nguyên văn của Đại Nam Thực Lục. Vũ Thọ Xuân Vương Thân Vương, Thọ Xuân Thân Vương, Phụ Chính Hoài Đức Công và các bọn Hoàng Phiên Công Chúa nghĩ coi. Nước Nam ta nhiều lần bị kẻ khác ức hiếp nhiều khoản, phàm có tai mắt khí huyết, không ai là không uất ức buồn rầu. Chẳng riêng người trong họ ta mà thôi, trẫm vân di mệnh của tiên quân và các vương công phụ thần cùng suy tôn lên quyền giữ việc nước. Phàm có trăm điều đều duy kiến nghị
phải ấy thì theo. Trẫm tuổi trẻ, kiến thức chưa rộng, dám đâu chuyên trái việc gì. Cho nên hễ khi tiếp được thư của nước Đại Pháp gửi đến, khoản gì nếu quá lăng nhục và yêu sách quá đáng, nhân tình không thể chịu được. Mặc nghe vương công và các phủ chánh khuyên bảo, công đâu là không cưỡng tự đau đớn, nín náu chịu theo em việc, vì muốn bảo toàn xã tắc, để họ mạc lâu dài hưởng tôn quý giàu sang vậy. Không ngờ sứ pháp ngang ngược ngày thêm, không còn được chút quốc thể, cúi xuống đất ngửa lên trời, xiết bao hổ thẹn, vạn bất đắc dĩ mà phải làm ra việc này. Quay nhìn nơi lăng miếu và các bậc ý thân, thực không biết bao nhiêu là tưởng nhớ, chả biết trong tôn tộc từng có tin đến sự lo xuôi nghĩ ngược của ta không. Nay đã có phụ chính huân thần là Nguyễn Khanh, tức là Nguyễn Văn Tường, ở lại giảng nói che chở nhiều việc, hơi được yên ổn. Huân thần tâm sự như thế, cảm đáng như thế, thật là đau khổ quá chừng. Nhân vật nước ta, những người trung nghĩa từ xưa tưởng không hơn được. Trẫm cũng dụ cho đại thần ấy hết lòng bàn tính công việc, tâu chờ quyết định. Vương công đều là cốt nhục chí thân, đều nên thương ta, khổ tâm thể tắc ta vô cùng. Phàm việc gì cùng với Nguyễn Khanh chậm chớp thỏa đáng, cốt không trái với cương thường của trời đất, nên được nền bình trị lâu dài của quốc gia, ngõ hầu để được tiếng thơm muôn đời, thế là lành lắm, tốt lắm. Trời để yên tấm lòng xa của người tuổi trẻ, còn ra sẽ ủy cho Nguyễn Khanh, sẽ vì ý thân điều đình cho thỏa đáng, ngủ được như thường. Phàm người họ ta cần tin lời ta nhé, thế thì ta mới yên lòng. Ở bên ngoài cái hai cái vụ đó mà Đại Lam Thượng Lục đọc trang lại nguyên văn, còn có cái vụ thiên hạ cần vương, cái đó Đại Lam Thượng Lục chỉ nói thôi, không có đăng cái nội dung, bởi cái nội nó dung nó tấn nó chống pháp nhiều. Và con đâu có nói là giải thích là tại sao ổng đi, do cái kế hoạch của các quan trong cơ mật viện, tức là trong đó là có ổng Tường, ổng Dục, ổng Tôn Thất Tuyết này kia, thì đó thì qua cái đó thì quý vị tất cả đó là cái kế hoạch của triều đình. Ổng Thuyết đi, kẻ đi rồi cái ở lại thì là cái triều đình ở lại là lo việc nào, thì cái đó ông Tường đã có trình bày rõ ràng với Tam Cung lúc mà rước về mấy bà Từ Vũ và mẹ với vợ vua, hai bà vợ vua về để có xin để mà mấy vị đó thay vua Hồng Nghi, tạm chấp chánh thay vua Hồng Nghi, để ông xin ông có giải thích cái điều đình vi pháp để thực hiện cái gọi là mô thức Đông Chu. Nên ông nói rằng cái nhà Chu mà lúc dời về phía đông, kinh đô về phía đông thì không có thực quyền nữa, nhưng mà chỉ còn cái uy tín, cái chính danh của thiên tử. Kính thưa quý vị, phần mà tác giả trình bày ấy, sẽ được tiếp tục trong cái phần thảo luận. Nếu quý vị có câu hỏi nào nêu lên thì tác giả sẽ trình bày tiếp những cái vấn đề mà tác giả chưa nói tới, để mà khỏi mất thời giờ của quý vị, thì chúng tôi đề nghị cái phần thảo luận như thế này. Mỗi người có thể đặt câu hỏi với tác giả bất cứ cái vấn đề gì trong hai cuốn sách này, và được 2 phút để đặt câu hỏi, và tác giả sẽ có 5 phút để trả lời quý vị. Sở dĩ phải hạn chế cái thời gian như vậy để mọi người có thể tham gia phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi. Chúng tôi xin quý vị nào muốn đặt câu hỏi
thì xin giơ tay thì chúng tôi sẽ mời quý vị đó đặt câu hỏi với tác giả và sau đó tác giả sẽ trả lời quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi bước sang phần thảo luận thì Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Bộ Hoa Kỳ có phần tặng hoa lưu niệm cho giáo sư Nguyễn Quốc Trị. Xin mời anh Chủ tịch Nguyễn Kim Hòa. Tiếp theo là phần thảo luận anh Lê Hữu Em và anh Trần Hồng đều học kinh. Kính thưa giáo sư, là một hậu bối, chúng tôi rất lấy làm tri ân cái công trình khó nhọc của giáo sư suốt 12 năm trời để cung cấp một số những cái dữ kiện có tính cách lịch sử và cũng để làm sáng tỏ một cái giai đoạn mà rất là khó khăn của các triều đình nhà Nguyễn cũng như là của toàn dân Việt Nam trong cái sự tranh đấu cho cái sự tự chủ và độc lập của nước nhà. Thì đó là một cái giai đoạn đã qua. Bây giờ thì con xin giáo sư cho biết thêm là qua một cái giai đoạn như vậy với những cái biên khảo công phu của giáo sư như vậy thì với thành phần hậu bối bây giờ có thể rút tỉa được những bài học gì trong qua cái giai đoạn đó để mà có thể áp dụng được trong cái giai đoạn hiện tại khi đất nước đứng trước cái hiểm họa xâm lăng của tàu cộng. Tôi xin tóm tắt câu hỏi để quý vị biết là vị đặt câu hỏi nói rằng sao với sự biên khảo của hai cái quyển này thì để lại giáo sư sẽ để lại cho thế hệ sau những cái cố vấn nào để mà tranh đấu trong cái tình trạng đất nước hiện tại, có phải như vậy không anh? Dạ. Tôi thực hiện cuốn sách này thì có một cái mục đích là bênh vực, khôi phục lại cái uy tín, cái danh dự của ông bà mình, tổ tiên mình, tức là của vua quan nhà Nguyễn. Và nhân dân lúc nhà Nguyễn đã tranh đấu hết mình để giữ nước thì quý vị sẽ thấy đọc thực lục thấy không biết bao nhiêu sự hy sinh của các quan lại, quan lớn mà chết. Tôi nói là ví dụ chẳng hạn ông Vũ Duy Ninh với ông Lê Từ, hai ông đó là mất để mất thành Sài Gòn và hai người đó đã tự tử. Tôi không thấy một sử nào nói đến cái chỉ nói ông Hoàng Diệu là tự tử mất thành Hà Nội chẳng hạn. Còn như thành Sài Gòn mà mất trước khi mà ký hiệp ước 82 đó thì hai ông đó cũng những sự hy sinh đó có một ông tổng đốc và một ông án sát tự tử vì thành đã mất, không giữ được thành. Rồi như ông chẳng hạn ông Lê Phúc Điển là em rể của vua Gia Long, lúc vua Gia Long ở hòn đá chồng ở Phú Quốc bị Tây Sơn vây khổn xung quanh tất cả thì ông Lê Phúc Điển đã ăn mặc đồ của vua ra đứng trước thuyền để bên Tây Sơn đến bắt mà vua Gia Long nhân đó trốn thoát được. Không thấy sử nào. Chúng ta thấy là ông Lê Lai liều mình cứu chúa vua Lê Lợi đầy nhãn trong sách vở chúng ta học. Mới gần đây, rất gần hơn là chuyện ông Lê Phúc Điển mà cứu vua Gia Long. Đó. Tôi nói như vậy đó, ngoài ra không biết bao nhiêu là những quan lớn như ông Trương Quốc Dụng chẳng hạn là một quan hết sức giỏi tài ba này ra đánh ngoài Bắc
chết và bao nhiêu xung quanh ông, bao ba bốn ông tấn sĩ đều chết theo ông. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu vị ở trong liệt truyện mà quý vị phải đọc những cái công trình của các vũ quan đó. Thì ví dụ như nói rằng quan lại Việt Nam dốt nát này kia, hối lộ này, hay là tàn nhẫn bóc lột dân chúng này kia, cuốn sách tôi đã nghiên cứu lại tất cả những vấn đề đó. Nhân khi nói là ông Tường đó, tham lam, tàn nhẫn, gian trá, chúng tôi xét lại tất cả những cái việc đó của ông Tường, không những của ông Tường mà của một số những cái chuyện hết sức quan trọng liên quan đến những vị quan khác. Ví dụ như một cái việc ông Tôn Thất Bá đã án sát Hà Nội, chắc là quý vị cũng nghe chuyện đó, lúc Hoàng Diệu mà chết, tự tử chết ở Hà Nội, thì nói là ông Tôn Thất Bá phản chạy ra theo Pháp và có ăn hối lộ lấy của thành Hà Nội, được người Pháp cho phép lấy của thành Hà Nội 1 vạn quan tiền. Thì xét lại là cái là do ông Henri Rivière bày đặt ra để mà cái thiệt ra là tiền đó là của lính Pháp lúc đến Hà Nội rồi lấy mà xây dựng là làm công vụ một mớ rồi còn một khối số khác thì cái là đem đi buôn bán mua lấy tiền riêng. À, thì cái kiểu như vậy đó. Thành ra tôi thấy là tôi viết cái này với mong rằng quý vị độc giả và con cháu chúng ta biết rằng, nhận chăng rằng tổ tiên chúng ta là rất xứng đáng, những vua quan nhà Việt đã sống đúng cái lý tưởng của Khổng Mạnh, chứ không phải là những cái người mà độc ác hay là tham lam tàn nhẫn, những ông quan mà lo chứ hối lộ này kia. Những gì chúng ta thấy về sau này là dưới thời Pháp thuộc thì các quan lại đã bị đã mất cái lòng tin ở triều đại rồi, thành ra và đã bị ảnh hưởng của người Pháp, thành ra nó mình cứ tưởng rằng nó tai hại là mình cứ tưởng rằng quan lại Việt Nam là như một đám hắc bụi. Bây giờ đọc lại tài liệu mà ngay ở văn khố Pháp rồi thì thấy dịch ra tiếng Pháp, những cái bức thư ngoại giao của vua Tự Đức gửi cho vua Nã Phá Luân Đề Tam hết sức hay. Thế vậy thấy mà về nội dung hết sức vững vàng. Anh em xin kính thưa giáo sư, chúng tôi cũng có nghiên cứu kỹ tài liệu của giáo sư Trị, cho nên tôi cũng xin trả lời cái câu hỏi của anh Công SBTN. Thì cái câu hỏi đó là một câu hỏi vô cùng chính xác và quan trọng, bao gồm hết tất cả cái cuộc ra mắt sách hôm nay, là ta rút được cái kinh nghiệm gì từ cái cuộc chiến đấu mà được viết ra trong cái quyển sách đó. Thì chúng tôi thấy như thế này, giáo sư Trị cũng đã nói một phần rồi, và chúng tôi xin tóm lại có hai cái kinh nghiệm mà chúng tôi thấy rõ. Là thứ nhất, nước Việt Nam của chúng ta đó là một cái tiểu quốc đứng ở bên một cái đế quốc rộng lớn. Trong cuộc chiến nào nước Việt Nam mình cũng bị thua sút nhiều, cho nên đó, cái chuyện mà chúng ta tranh đấu đó khó mà thắng lợi, không phải là dễ dàng gì mà thắng lợi. Nhưng cái tinh thần của vua quan nhà Nguyễn, cái lòng chiến đấu cao độ của dân chúng đó tuy thất trận rồi nhưng mà nó vẫn trường tồn trong cái cuộc chiến đấu. Cho nên ngày nay, trước cái cuộc xâm lăng, trước cái sự lấn áp của đế quốc Tàu, chưa chắc chúng ta thắng nổi được cái chuyện mà lấy là Hoàng Sa. Nhưng cái lòng bảo vệ, cái tinh thần bảo vệ tổ quốc đó cũng sẽ tồn tại, và chúng ta cũng sẽ nói lên được
trường kỳ, ngày hôm nay, năm nay chưa lấy được quan sát. Nhưng nếu cái tinh thần của chúng ta được hỗ trợ, được tiếp tục cũng giống như ngày xưa đó, thì sớm muộn gì chúng ta cũng đạt được cái chiến thắng. Đó là cái kinh nghiệm. Cái thứ hai, tôi xin nói một cái thứ hai nữa là trong một cái chiến, trong cái cuộc chiến mà chúng ta là một cái quốc gia nhỏ bé bên một cái sự, những cái quốc gia rộng lớn như vậy. Thực tế là ví dụ như ta đấu tàu, lực lượng hải quân của chúng ta không có nghĩ lý gì nữa hết. Thì như giáo sư Nguyễn Quốc Trị nói là cái điều mà vô cùng quan trọng là cái vấn đề ngoại giao. Chúng ta được cái sự hỗ trợ của các nước Tây Phương, của Hoa Kỳ, đó là một cái điều để mong rằng chúng ta chiến thắng. Một câu nói rất là dễ hiểu, bất chiến tự nhiên thành. Đó là hai cái kinh nghiệm mà chúng tôi học từ cái quyển sách này cho đến áp dụng vào cái tình trạng hiện tại. Xin kết thúc. Dạ, xin mời anh Hải. Kính chào giáo sư Nguyễn Quốc Trị. Chúng tôi là tại Từ Hải. Thứ nhất là chúng tôi xin thay mặt cho Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin chào mừng giáo sư. Và chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái công lao của giáo sư trong 12 năm qua để nghiên cứu và viết lên cuốn sách về ông Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đồ Pháp của nhà Nguyễn. Rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng hãnh diện là giáo sư là người đồng hương của chúng tôi, cho nên một lần nữa chúng tôi chào mừng giáo sư. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh Nguyễn Thành Công vừa rồi, tức là thế hệ trẻ của chúng tôi sẽ học được những gì từ cái tài liệu của giáo sư Nguyễn Quốc Trị, một vị giáo sư và là viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh của Việt Nam Cộng hòa, mà chúng tôi là những người hậu duệ sau giáo sư. Kính thưa quý vị, trong sách vở hoặc trong những cái tài liệu khác, chúng tôi biết lơ mơ rằng là hồi trước vua Duy Tân á, có từng phán một cái câu mà chúng tôi với tư cách là một cựu quân nhân rất là ngưỡng mộ cho tới giờ phút này. Đó là nếu mà tay quý vị bị dơ đó thì quý vị dùng nước để rửa, mà nếu nước bị dơ đó phải dùng máu để rửa. Thì cái điều đó, đó nếu mà khai triển được thêm, và nếu giáo sư có biết thêm những chi tiết nào vua Duy Tân đã phán những câu đó thì xin khai triển ra cho anh em chúng tôi nghe. Và ngoài ra tôi muốn dùng cái câu trả lời đó để thưa với anh Nguyễn Thành Công là giờ phút này Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, có thể bị đô hộ bởi Trung Cộng. Tôi kêu Trung Quốc, tôi kêu Trung Cộng. Thì trong một tương lai nào đó, những người thanh niên thế hệ đàn anh, đàn cha của chúng tôi đã qua rồi, thế hệ chúng tôi cũng sắp sửa đi qua, và chúng tôi mong rằng những thế hệ trẻ tiếp tục cuộc tranh đấu đó trong tinh thần. Và ở ngày hôm nay là của Duy Tân, nước dơ thì phải dùng máu để rửa. Thì cảm ơn giáo sư. Cái câu hỏi của anh là nó của Duy Tân nói rằng tay dơ thì lấy nước mà rửa, còn nước dơ thì phải lấy máu mà rửa. Cái đó mà lấy máu mà rửa tức là phải tranh đấu, phải chịu người hy sinh, phải chết, phải này kia. Thì là bây giờ mà nếu như chúng ta hãnh diện với ông bà của mình, nhớ rằng nước Việt Nam mình có một cái truyền thống tranh đấu hết sức là vĩ đại. Các đời vua Trần mà đánh giặc chống lại nhà Nguyên 3 lần, thắng được 3 trận mà giữ được độc lập. Qua lịch sử Việt Nam thì mình thấy các vua Việt Nam đã dùng sức mạnh uy, tức là dùng máu để mà chống lại cường hào, những cường thần này, các nước nào mà dùng quân đội để mà sang xâm chiếm Việt Nam chẳng hạn. Thì cái đó nó tùy cái hoàn cảnh, cái bối cảnh quốc tế lúc đó như vậy, thì Việt Nam đã biết dùng, sử dụng những cái thuật đó tất cả, cái dùng máu nếu cần, và cũng nhớ là mình đủ sức để mà dùng máu. Thì quý vị, tôi trong sách tôi đã nhấn mạnh đến rõ là những cái vấn đề mà tiêu thổ kháng chiến chẳng hạn,
hay là đánh bằng sơn phòng, và ngày nay đó được dùng nhiều đó, vua kích chiến này kia là hồi đó đã có hết tất cả giới triệu từ Đức này kia đã dùng. Như ông mấy ông quan đã nhắc lại những cái thanh giả là tiêu thổ kháng chiến này kia, thì cũng có áp dụng sơ sơ. Ví dụ như lúc mà Pháp đánh Đà Nẵng, cũng Rigaud de Genoese đổ bộ Đà Nẵng, không thấy có người, không mướn được nhân công đó, nghĩa là coi như là mua đồ ăn đâu cũng tươi cũng không được, bị bệnh ascorbic này kia đó, thiếu hoại huyết rồi này kia, là vì thiếu chất đồ ăn tươi. Thì cũng đó là cái thành quả, một cái kết quả của tiêu thổ kháng chiến hồi đó. Và cái truyền thống của Việt Nam đó hồi xưa, cái mà du kích chiến rồi này kia nó có từ đời Tần, mà ngay lịch sử quốc tế đã nói về Việt Nam có một trang giấy, nhưng mà đã nhấn mạnh vào cái sự tồn tại của người Việt Nam, người Giao Chỉ là nhờ cái đánh du kích đó, nói người Tàu qua đánh không thấy ai hết, đi trốn vào rừng hết, không có người. Nhưng mà sau khi mà Tàu được tiếp tế rồi thì thấy người ra đánh chiếm mấy đồ ăn hết của Tàu thế nào. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể gọi là cái hoàn cảnh bây giờ nó khác, thì bây giờ cũng có thể dùng những cái thuật khác để mà tiến bộ. Ví dụ ngoại giao, đi với nước nào thì chung quanh, đi với Đông Nam Á rồi chẳng hạn, hay là đứng trung lập để mà giữ đó, tốt với mọi người tất cả, người này kèm người kia, dùng Pháp, Mỹ kèm Tàu kèm Mỹ rồi chẳng hạn, mình đứng giữa. Thì cái đó nó tùy theo thời thế này kia, và mình nếu mà có lòng tin rằng rốt cuộc chúng ta vẫn là chống được với cái tinh thần của mình, của dân tộc mà đã được chứng minh qua mấy ngàn năm của lịch sử, thì chúng ta có thể gìn giữ nền độc lập của mình. Thưa con, còn vị nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Thưa giáo sư Trị, tôi và quý vị, tôi Lê Văn Bỉnh, cựu sinh viên quốc gia hành chính. Mặc dầu không học với giáo sư Trị, tuy nhiên trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi đã nghe được, học được bài học lịch sử, thay đổi về nhiều quan điểm mà tôi đã học hồi còn ở trung học ở Việt Nam. Qua cái sự trình bày của giáo sư, nhất là khi đọc cuốn sách về phương pháp nghiên cứu, thì tôi thấy là khi mà một người đã bỏ một công trình nghiên cứu, bỏ một thời gian nghiên cứu, nó có thể thay đổi được những cái quan niệm hay là những cái sai lầm của lịch sử. Thì từ cái bài học lịch sử đó, tôi thấy rằng trong thời gian nhiều năm, nhiều thập niên vừa qua, lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa được viết bởi những người có ít nhiều sưu tạc. Thì từ cái bài học lịch sử đó, tôi xin đề nghị quý vị ở đây và có thể con cháu quý vị, khi mà chúng ta dành nhiều thời gian để nghiên cứu thì chúng ta sẽ có thể viết lại lịch sử, chứ không phải là một lịch sử bị xuyên tạc. Lúc trước lịch sử Triều Nguyễn cũng như lịch sử về cụ Nguyễn Văn Tường bị xuyên tạc bởi người Pháp, bởi các cái sử gia sau này, thì lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể sẽ được viết lại bởi những cái công trình nghiên cứu mà chu đáo hơn hiện giờ. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, tôi vốn là một người thích nghiên cứu, nhưng nhìn và cầm hai cái quyển sách của giáo sư thì tôi thấy quả thật là nặng tay và đọc rất là mệt. Thì tôi đề nghị giáo sư có một cuốn concise edition
chừng khoảng 300-400 trang để mà phổ biến tới người đọc. Bởi vì mình viết quyển sách không phải là nó nằm trong cái thư viện và cho những người nghiên cứu mà tới phổ biến những người khác nữa. Cái đó là cái đề nghị thứ hai. Cái đề nghị thứ ba, xin lỗi anh em cho tôi nói chút xíu. Ông anh câu hỏi anh là gì? Tức là cái câu hỏi của tôi đó là cái tiếp theo câu hỏi thứ ba đó, tức là giáo sư với thời gian tôi thấy là giáo sư mặc dầu 82 tuổi nhưng mà đi 84 tuổi nhưng mà đi đó không cần cái mechanical help, tức là không cần gãy, thì tôi thấy là còn sức khỏe, tôi rất là đam mừng. Và cái những cái lý luận khá sắc bén thì tôi mong giáo sư dành thêm thời giờ để nghiên cứu về những cái vấn đề mà liên hệ tới thời cuộc bây giờ cũng như là cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn giáo sư. Tôi cũng chưa nắm được câu hỏi anh, để tôi nói lại giáo sư. Không phải là câu hỏi. Không hỏi câu hỏi hả? Không phải là câu hỏi mà là lời đề nghị. Đề nghị thôi. Đề nghị là một cái concise edition và đề nghị với giáo sư trong cái thời gian còn lại dành thời giờ để viết về, bởi vì một cái project của giáo sư đã xong rồi. Ok, tạm gọi là xong rồi, thì cái project mới về những cái vấn đề mới. Thank you. Về vấn đề mà tóm tắt cuốn sách vì nó dài quá đó anh ơi. Thì bây giờ tôi xin đề nghị tạm trong lúc chờ đợi thì đọc cái bìa sau cuốn sách, cái thì tóm nó trong một trang đó, cũng đây một trang là một. Cái thứ hai là nó phần dẫn nhập có độ 20 trang, thì đó là tất cả những cái tóm lược lại đó, đọc một trang bìa với là 20 trang đó. Rồi muốn thêm cái vấn đề cảm ơn với là lời nói đầu. Tại sao mà tôi viết cuốn sách thì thấy tất cả nắm được cuốn sách rồi, nội dung của cuốn sách thế đó. Rồi còn về cái chuyện nghiên cứu thêm dài hạn đó, thì chúng tôi mới nhờ có người em là Nguyễn Quốc Lộc thì sẽ làm thêm cái index. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị muốn tìm một vị muốn tìm nó, ông bà tôi bây giờ là ông Phan Thanh Giáng chẳng hạn vậy, nằm ở đâu, thì là làm cái index có tên Phan Thanh Giáng, trang mấy để đọc tất cả những chuyện liên quan đến ông Phan Thanh Giáng, hay là Tôn Thất Thuyết, hay là Tôn Thất Bá rồi chẳng hạn vậy, hay là muốn viết về vua Tự Đức thì cũng có tất cả những cái chỗ trang nào thì nhờ cái đó mà bây giờ nghiên cứu là không biết bao nhiêu chuyện được, đều có tài liệu căn bản hết. Quý vị chỉ đọc nội dùng nội cuốn sách đó không cũng biết là không biết bao nhiêu bài. Thành ra vì vậy có một người, một độc giả đã phê bình cuốn sách tôi rằng đó là một cái tổng hợp của mười mấy luận án tiến sĩ lịch sử học hợp lại. Thưa quý vị, trong khi quý vị dùng bữa trưa thì chúng tôi xin thông báo rằng sách của giáo sư là 100 đồng cho hai tập, nhưng riêng đặc biệt hôm nay văn phòng kế toán thuế vụ Lê Hữu Em sẽ yểm trợ 40% nếu quý vị mua ngày hôm nay. Và quý vị chỉ trả 60 đồng và chúng tôi sẽ yểm trợ 40 đồng còn lại. Bây giờ xin anh mời anh Chánh. Dạ, tôi tên Lao Quốc Chánh. Tôi thật sự tôi ít có khi xuất hiện nói trước public lắm, nhưng mà tại vì tôi ngồi dưới tôi nghe giáo sư là cũng thầy, mà hồi xưa là tôi cũng có kèm tránh vậy. Hai ông kia ngồi là đàn anh của tôi. Hai ông em như mà ông ngọn là tôi cũng mới là để mà tôi xin có một cái câu hỏi với giáo sư Trị là giáo sư có một cái chương trình gì để mà dịch chúng cuốn sách này ra tiếng ngoại quốc, tiếng Mỹ, là bởi vì mình cái thực tế ở trên cái tài liệu mà của lịch sử Việt Nam á, nó không nằm ở Việt Nam mà nó lại nằm ở ngoại quốc. Cái điều đau buồn của lịch sử Việt Nam là nó như vậy.
người ta nghiên cứu muốn nghiên cứu lịch sử Việt Nam, người ta phải đi qua Pháp, người ta phải đi vô Quốc hội Mỹ. Thành ra cái vấn đề, thành ra tôi đề nghị là xin giáo sư có một cái plan, một cái chương trình để mà làm sao dịch kiện tài liệu nghiên cứu của giáo sư vô quốc, để vô Quốc hội Mỹ và để vô có thể là thư viện Minh Pháp. Đó, đó là một cái đề nghị của học trò của thầy xa xưa. Dạ, tôi xin dứt. Về câu hỏi của ông bạn nói về sự dịch thuật cuốn sách ra tiếng Anh, hay là dĩ nhiên là cuốn sách này nó rất cần cho người cho quốc tế. Vì tôi khi nghiên cứu tôi để ý thì là sử quốc tế rất hiểu lầm sử Việt Nam. Họ chỉ theo cái những gì của người Pháp viết thôi. Thành ra mà bây giờ nếu được dịch hay là tóm ra, hay có thể là viết lại một cuốn ngắn ngắn bằng tiếng Anh. Mà nếu trời cho tôi sống được thì cũng tiếp tục cũng làm được. Hãy cố gắng làm cái chuyện đó. Vì thật ra là cần nhất cho quốc tế. Nếu mà cải chính là tất cả, và ngoài cái chuyện đó ra nó còn nhiều cái chuyện mà chúng ta có thể làm được. Ví dụ như bộ Đại Nam Thực Lục, mà nếu mà bây giờ chúng ta dịch ra có những cái sự viện trợ của những cơ quan như UNESCO rồi mà họ cho để mà dịch ra bằng tiếng Anh thì rất quý. Cái đó nó có thể cải chính được rất nhiều. Ví dụ quý vị thấy là ngay những cái nhà học giả Mỹ mà rất giỏi như ông Alexander Woodside ở trường Đại học Harvard, ông Tử Nho rất giỏi, mà những tìm tài liệu bằng chữ Nho, chữ Nhật ở bên văn khố của Nhật Bản này kia, ông đã dùng những cái đó để ông viết sử Việt Nam. Nhưng mà về những cái điểm, nhiều điểm ông vẫn không thấy gì hết. Ví dụ như cái chuyện ông Lê, tương quan giữa ông Lê Văn Duyệt với ông Vô Minh Mạng là vậy, ông hiểu sai như là sử Pháp đã nói vậy đó thôi. Thành ra cái vấn cân đơn vấn đề thì chúng ta nên cần, thì tôi cũng thì cố gắng để mà làm sao mà có thể, nếu như có nhà xuất bản nào mà họ sẵn sàng mà họ phổ biến ra thì chúng tôi cũng sẽ là cố gắng để mà viết. Và bây giờ viết thì cũng không có nỗi gì khó lắm, là vì mình đã có sẵn cái nội dung mình có hết rồi, và nếu như tóm lại thì cũng tốt. Thưa thầy Nguyễn Quốc Trị và thưa các quý vị thính giả ở trong này, và tôi tên là Lê Tống Mộng Hoa, tôi đến đây để đại diện cho cái nhóm từ thiện tình thương của Virginia, cũng như cái buổi mình ra mắt sách này nó rất là đặc biệt. Và thưa thầy, con xin phép được gọi thầy bằng thầy, là tại vì các bạn con ở trong này á, là học trò sinh viên của thầy. Thưa thầy, cái quyển sách mà Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn á, đó là một cái dấu ấn quan trọng để thay đổi cái lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên hôm nay đến đây được nghe cái này thì con rất là làm, nghĩa là cảm phục thầy. Con không có hỏi về cái cuốn sách, tại vì sau đó con sẽ đọc thì con sẽ qua đời của anh Trần Hồng được không? Nhưng mà thưa thầy, được biết là thầy bắt đầu cái cuộc nghiên cứu khi thầy 72 tuổi, và đến khi 84 tuổi là 12 năm sau thì thầy hoàn thành cái cuốn sách này 1.200 trang. Bây giờ con xin hỏi một câu mà chắc là tất cả quý vị trên này trên 60 tuổi cũng đều muốn biết. Thưa thầy, thầy có cách nào thầy chia sẻ cho cái kinh nghiệm làm sao mà từ 72 tuổi mà 84 tuổi là cái giai đoạn này, con bây giờ cũng đã 72 tuổi rồi mà quên nhớ đủ thứ ấy, thì thầy chia sẻ cái bí quyết làm sao mà thầy có thể chịu khó đi lên Thư viện Quốc hội, đi bằng BMW như thầy nói lúc nãy đó, mà thầy thì thấy ốm yếu mà thầy sao thầy có thể làm việc được như vậy? Có cái bí quyết gì thầy mỗi ngày thầy có tập luyện, hay là phải có cái
thầy có biểu gì mà trong cái tuổi già như vậy mà thầy có thể hoàn thành một cái cuộc nghiên cứu tuyệt vời. Tôi nhân tiện đây tôi cũng xin các anh chị em cựu sinh viên quốc gia hành chánh, các anh chị rất là may mắn và hãnh diện có được một vị thầy tuyệt vời, mà cái công trình nghiên cứu của thầy Nguyễn Quốc Trị là một đóng góp rất quý giá cho lịch sử Việt Nam. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Xin nói thế này, ở Mỹ này đó, 72 tuổi là trung niên, 80 tuổi mới là cao niên. Thật ra thầy viết cuốn sách này trong tuổi trung niên thì không có gì phải chị phải thắc mắc. Thì đây để thầy trả lời. Xin lỗi. Về chắc là chị nói tại sao tôi có đủ cái kiên nhẫn hay là sức khỏe để mà làm cái việc này trong 12 năm để mà hoàn thành cái đó với cái đầu. Thì tôi có đi bác sĩ, tôi có nói chuyện bác sĩ của tôi là tôi đừng viết qua đi thư viện quốc hội nhiều và đi viết cuốn sách. Thì vị bác sĩ nói đó là rất tốt. Thể thao tinh thần. Thành nhất là tránh bị Alzheimer rồi chẳng hạn vậy. Là vì mà cái người không có suy nghĩ gì nhiều, không có làm đầu óc không đọc rồi nhiều thì là sẽ dễ bị cái bệnh Alzheimer rồi chẳng hạn, quên. Còn mình giữ được thành ra. Còn ngoài ra thì tôi cũng luôn luôn bao giờ dù có bận biểu gì tôi cũng phải tập thể thao mỗi ngày. Đó thì tôi xin nói thể thao. Ba cái đó là cái mà gì. Thì tự nhiên nói có bệnh gì thì cũng phải lo chữa nhau mà. Thể thao không thể đủ được, nhưng mà cái đó là một cái điều kiện để mà mình giữ cho sức khỏe mình đều đặn. Và không có bao giờ tôi làm việc được nhiều quá sức vào trong một ngày. Ngày nào cũng làm độ 4-5 tiếng thôi chứ không có quá được. Và cái giờ đến tập thể thao thì tôi cũng phải tập thể thao. Ngoài ra một cái điều nữa, nếu mình có thể áp dụng được của quý vị là ăn đồ tươi. Ăn đồ tươi cho nhiều, bớt đồ hộp đi. Cá tươi, thịt tươi thì gì đó, ăn tươi ít thôi, ăn đều đặn. Như vậy là giáo sư có nói là mình phải tập thể dục về trí tuệ đó. Thì cái việc đầu tiên quý vị làm á là mua cuốn sách, hai cuốn sách này về đọc hết. Là quý vị mà đọc được hai cuốn sách này rồi là trí tuệ quý vị được tập dữ lắm rồi. Thành ra quý vị cứ mua đi rồi quý vị sẽ thấy là có hiệu quả. Trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi bản đằng dòng sông núi sâu, trả lại cho tôi Nam Quang Hoàng Sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi anh linh bản đằng. Hờn câu Nam Bắc phân ly, bao nhiêu năm qua lệ nổ không thấy mặt trời. Tự do chi đây sao tù đầy cho người yêu nữa, lập chi đây hay lập lừa bán nước Việt Nam. Vì yêu nước yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài ở bài tình ca. Ruộng xa tới tối
làm đẹp thêm làng quê.